Xin chào các bạn, mình là Phú, số Zalo của mình là 0903651824. Rất vui được làm quen với các bạn. Phú là giáo viên dạy tiếng Nhật chuyên về dạy Kanji. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đọc Kanji bài số 4 ha. Phương pháp này cho dù mấy bạn dở Kanji trong tiếng Nhật như thế nào đi chăng nữa, miễn chỉ cần mấy bạn cần cù là được. Tại vì phương pháp này nó chỉ yêu cầu mỗi cái việc là chúng ta sẽ phải đọc tới đọc lui Kanji như thế này cho nó nhuần nhuyễn thôi. Và việc đọc thì là ai cũng đọc được cả, chứ không phải là riêng cá nhân nào, không phải là như vậy ha. Cho nên là Phú mong mấy bạn hãy cố gắng đọc cho nó nhiều vô để lấy được cái phản xạ và âm on đó, cũng như là thuộc 214 bộ để biết được cách đánh dặn của chữ kanji đánh dặn như thế nào. Rồi thôi mình đọc ha. Khởi kỳ, bài này bài số 4 nha mà. Khởi kỳ tẩm xin động đô hu kiêu miễn ben cường kêu chung siêu bu diêu tiện bin cục kêu cự đồ dư thư sô quán can mỹ bi thực siêu trừ kim con phân phân bá hanh ngọ gô tiền gen ngọ gô hậu gô chiêu châu chú chiêu quảng băng. Đọc lại này ha. Khởi kỳ tẩm xin động đô hu kiêu miễn ben cường chô chung siêu bu diêu tiện biên cục kêu cự đồ dư thư sô quán can mỹ bi thực siêu trừ kim con phân phân bán han ngọ gô tiền gen ngọ gô hậu gô chiêu chô chú chiêu vãng băng. Giờ mình đọc nhanh nè. Khởi kỳ tẩm xin động đô hu kiêu miễn ben cường chô chung siêu bu diêu tiện biên cục kêu cự đồ dư thư sô quán can mỹ bi thực siêu trừ kim con phân phân bán han ngọ gô tiền gen ngọ gô hậu gô chiêu chô chú chiêu vãng băng. Chú chiêu hu kiêu mỗi mai nguyệt kê trừ diệu vô nhật này chi quả ca thủy xuôi một mồ cư kim kim thổ đô phiên băng hào gô đại đai biến hen vắng mòn hợp gô binh hê sách xa trừ khang can xót xa trừ phó phương cừu dũng diêu thế xê thắt hy trừ. Chú chiêu hu kiêu mỗi mai nguyệt kê trừ diệu vô nhật này chi quả ca thủy xuôi một mồ cư kim kim thổ đô phiên băng hào gô đại đai biến hen vắng mòn hợp gô binh hê sách xa trừ khang can xót xa trừ phó phương cừu dũng diêu thế xê thắt hy trừ. Chú chiêu hu kiêu mỗi mai nguyệt kê trừ diệu vô nhật nì chi quả ca thủy xuôi một mồ cư kim kim thổ đô phiên băng hậu gô đại đai biến hen vắng mòn hợp gô binh hê sách sa trừ khang can sáu sa trừ phó vô cừ dũng diêu thế xê thắt hy trừ. Tiếp theo hem hu cư hiệp kêu chim ừ ra na hậu cô song sô khiếu kêu triệu sô sử si các ca cừ chu siêu cố cô áp a trừ phản han quân kim hình kê vật y ki tháp tô. Khu cư hiệp kêu chim ừ ra na hậu cô song sô khiếu kêu triệu sô sử si các ca cự chu siêu cố cô áp a trừ phản han quân kim hình kê vật y ki tháp tôn. Khu cư hiệp kêu chim ừ ra na hậu cô song sô khiếu kêu triệu sô sử si các ca cự chu siêu cố cô áp a trừ phản han quân kim hình kê vật y ki tháp tôn. Bài số 5 ha. Hành cô lai rai quy ki học ra cự hiệu cô dịch y ki phi hi hành cô cơ ki thuyền sen điện đen xa xa địa chi hạ ca thiết tê trừ tân xin cán can tuyến sen tự di chuyển ten xa xa bộ hô hữu diêu đạt ta trừ bỉ hy hành cô lai rai quy kỳ học ra cừ hiệu cô dịch ê kỳ phi hy hành cô cơ kỳ thuyền sen điện đen xa xa địa chi hạ ca thiết tê trừ tân xin cán can tuyến sen tự di chuyển ten xa xa bộ hô hữu diêu đạt ta trừ bỉ hy yeah. Hành cô lai rai quy kỳ học ra cừ hiệu cô dịch ê kỳ phi hành cô cơ kỳ thiền sen điện đen xa xa địa chi hạ ca thiết tê trừ tăng xin cán can tuyến sen tự di chuyển ten xa xa bộ hô hữu diêu đạt ta trừ bỉ hy nữ dô gia ca tộc châu cừ tiên sen chu siêu kim con lai rai nguyệt gây trừ khứ kêu niên nên đảng tan sinh xê nhật nì chi phổ phư thông chư cấp kêu hành cô đặt tô cừ cấp kêu thứ di phiên băng tiến sen bá hà cừ đa ta phục phư cừ yeah. Nữ dô gia ca tộc dô cừ tiên sen chu siêu kim con lai rai nguyệt kê trừ khứ kêu niên nen đảng tan sinh xê nhật nì chi phổ phư thông chư cấp kêu hành cô đặt tô cừ cấp kêu thứ di phiên băng tiếng sen bát hạ cừ đa ta phục phư cừ nữ dô gia ca tộc dô cừ tiên sen chu siêu kim con lai rai nguyệt kê trừ khứ kêu niên nen đảng tan sinh xê nhật nì chi phổ phư thông chư cấp kêu hành cô đặt tô cừ cấp kêu thứ di phiên băng tiếng sen bát hạ cừ đa ta phục phư cừ kiến ken giáp cô tử si viên en đại đai phản han thành dô đồ tô tính xê quỷ y tôm son đạo đô tặng xô nham y qua ngạn gan cự kêu phúc ha ba sảnh chô để tê phủ phư duyên en nhược ra cừ lật đi trừ quảng can yeah. Kiến ken giáp cô tử si viên en đại đai phản han thành dô đồ tô tính xê quỷ y tôm son đạo đô tặng xô nham y qua ngạn gan cự kêu phúc ha ba sảnh chô để tê phủ phư duyên en nhược ra cừ lật đi trừ quảng can yeah. Kiến kênh giáp cô tử si viên đại đa phản hành thành dô đồ tô tính xê quỷ y tôm son đạo đô tầng xô nham y qua ngạn gan cự kêu phúc hoa ba sảnh chô đẻ tê phủ phư duyên en nhược ra cừ lực trừ quảng canh não nô tăng dô thừa xô đam tan bái hai thập siêu hiệp vô não nô tăng dô thừa xô đam tan bái hai thập siêu hiệp vô
não nô tăng vô thừa sô nam tan bái hai thập siêu hiệp vô. Bài số 6 ha. Thực sô cừ ẩm yên hấp kiêu kiến ken văn bưng đọc đô cừ thư sô mãi bay tót xa chịu tả xa. Chăn xin hội cai hữu diêu đạt ta trừ chiêu chô chú chiêu bản băng nõn ranh nhục ni cư ngư vô. Giả gia thái sai quả ca và bưa trừ thỉ xuôi. Thực sô cừ ẩm yên hấp kiêu kiến ken văn bưng đọc đô cừ thư sô mãi bay tót xa chịu tả xa. Chăn xin hội cai hữu diêu đạt ta trừ chiêu chô chú chiêu bản băng nõn ranh nhục ni cư ngư vô. Giả gia thái sai quả ca và bưa trừ thỉ xuôi. Thực sô cừ ẩm yên hấp kiêu kiến ken văn bưng đọc đô cừ thư sô mãi bay tót xa chịu tả xa. Chăn xin hỏi cai hữu diêu đạt ta trừ chiêu chô chú chiêu vãng băng nỏ ranh nhục ni cư ngư vô giả gia thái sai quả cao và bưu trừ thỉ xuôi. Trà cha trà cha hồng cô trà cha ngu ghiêu nhũ niêu tủ siêu ánh ê họa ca cừ thủ siêu chỉ si điếm ten đình tê túc siêu cừ đề đai qua ca kiến kèn thề di cư đi kệ si công cô viên en xá xa hoặc cư trừ thải sai tổn son cũ kiêu. Trà cha hồng cô trà cha ngu ghiêu nhũ niêu tủ siêu ánh ê quả ca cừ thủ siêu chỉ si điếm tên đình tê túc siêu cừ đề đai qua ca kiến khen thời di công cô viên en xá xa hoặc cư trừ thải sai tổn son cũ kiêu. Chà cha hồng cô chà cha ngu viêu nhũ niêu tủ siêu ánh ê quả ca cừ thủ siêu chỉ si điếm tên đình tê túc siêu cừ đề đai qua ca kiến khen thời di công cô viên en xá xa hoặc cư trừ thải sai tổn son cũ kiêu. Thăng xô bạo bô lâm đinh chi si khô cô trụ chiêu cha sa bổng bô xâm xin cực chô cừ ô ô vũ bư điện đen độc đô cừ mau mô hãng AC chầm chinh hà ca phí phương trừ du diêu. Thăng xô bạo bô lâm đinh chi si khô cô trụ chiêu cha sa bổng bô xâm xin cực vô cừ ô ô vũ bư điện đen độc đô cừ mau mô hãng AC chầm chinh hà ca phí phương trừ du diêu. Thăng xô bạo bô lâm đinh chi si khô cô trụ chiêu cha sa bổng bô xâm xin cực vô cừ ô ô vũ bư điện đen độc đô cừ mau mô hãng AC chầm chinh hà ca phí phương trừ du diêu. Các bạn cứ đọc đi đọc lại cho nó thật là nhiều lần nhé bạn. 5-10 lần thì nó sẽ là không đủ. Mình nhớ mình đọc một ngày ít nhất cũng phải cỡ 5-60 lần. Sau khi đọc cho nó trôi rồi thì các bạn nhớ thu âm nó lại. Và một ngày các bạn học một bài. Ví dụ như mình học bài số 2 thì nhớ ôm lại bài số 1. Học tiếp theo học bài số 3 thì cái ngày tiếp theo nhớ ôm lại bài số 1, số 2. Rồi ngày tiếp theo học bài số 4 thì nhớ ôm lại bài số 1, số 2, số 3. Chúng ta cứ đọc đi đọc lại giống như vậy. Thì tới lúc mà bài số 1 nó đã nhường nhuyễn rồi các bạn có thể bỏ qua. Rồi sau đó mới học tên lên một bài. Rồi sau đó tiếp tục bài số 2 nó thuộc rồi thì bỏ nó ra. Thì mình chỉ cần ôm 1-2 lần thôi. Thì khi mà hạt phản xạ nó hình thành rồi á, thì có thể là 1-2 hoặc là 3 năm sau cái phản xạ này nó vẫn còn. Nó không bao giờ nó quên được. Cho nên cái phản xạ mon chúng ta lúc nào cũng có sẵn trong cái suy nghĩ của chúng ta cả. Chúc mấy bạn thành công. Cảm ơn mấy bạn nhiều lắm. Hẹn gặp lại bạn nhiều clip tiếp theo. Bye bye mấy bạn.